Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc tổ chức tổng kết hội thi Nhân viên thư viện giỏi cấp thành phố năm 2023-2024. Đến tham dự có ông Ngô Phước, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Tham gia hội thi có 13 thí sinh là nhân viên thư viện đến từ 13 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các thí sinh trải qua hai nội dung thi, lý thuyết và thực hành giới thiệu sách và ứng xử. Kết thúc hội thi, ban tổ chức công nhận và trao giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt danh hiệu Hội thi Nhân viên thư viện giỏi cấp thành phố năm học 2023-2024, đồng thời đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất để trao thưởng. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Loan, nhân viên thư viện trường trung học cơ sở Thủ Khoa Quân, và trao 2 giải nhì, 3 giải ba cho thí sinh đạt giải ở hội thi. Thông qua hội thi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên thư viện trường học, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên thư viện trường học được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, qua đó cũng góp phần cổ vũ động viên mọi người cùng tham gia đọc sách nhiều hơn.